Một loại hình bất động sản đã rất là hot trong thời điểm năm 2022 cũng như là sau cái đợt dịch Covid, đó là bất động sản view sông, view hồ và view suối như anh chị đang nhìn thấy ở đây. Nhưng mà anh chị cũng phải có một số cái lưu ý để tránh cái trường hợp rủi ro. Thì những cái bất động sản mà gần các cái view hồ như thế này thì thời điểm vừa rồi cũng đã rất là nhiều anh chị khách hàng, đặc biệt là những nhà đầu tư ở Sài Gòn hay Hà Nội, là đi tìm đất ở những khu vực như là trong Đắk Lắk, Đắk Nông hay là Lâm Đồng, là chúng ta kiếm những cái view như là view hồ hay view suối như ở đây. Thì đối với những cái loại hình bất động sản này, là anh chị khi mà chúng ta đi mua là chúng ta phải coi kỹ về cái quy hoạch. Bởi vì sao? Bởi vì những cái bất động sản mà ven hồ như thế này á, thường là sẽ được ở trên cái quy hoạch là sẽ bị quy hoạch là đất TMD, tức là đất thương mại dịch vụ. Vì sau này sẽ giao cho các công ty hay là các tập đoàn để về người ta đấu thầu, người ta làm các khu du lịch sinh thái này, hay là làm nhà hàng, khách sạn. Khi mà ở những cái khu vực này mà nó phát triển dân cư đông đúc cũng như là lên đô thị, thì anh chị đầu tư vào những cái loại hình bất động sản này là anh chị phải coi kỹ về cái quy hoạch. Nếu không thì mình sẽ gặp cái rủi ro như là sau này mình sẽ rất là khó để thanh khoản. Bởi vì những cái miếng đất mà đã dính quy hoạch rồi thì anh chị sẽ khó để thanh khoản. Mà cái quy hoạch đó là kể cả sau này mà anh chị được đền bù thì nó cũng rất là lâu. Bởi vì những cái vị trí này thì người ta để quy hoạch có thể là vài chục năm sau người ta mới triển khai, thì để mà anh chị đợi được vài chục năm sau thì nó cũng rất là lâu. Đó, thì trên đây thì Trung cũng có cái group mà kiểm tra quy hoạch ở tỉnh Tây Ninh. Thì anh chị nào mà chúng ta muốn test hay là kiểm tra quy hoạch ở cái khu vực của mình, thì anh chị hãy chủ động liên hệ qua Zalo hoặc là truy cập vào group. Trung có để đường link ở trang cá nhân, thì Trung sẽ hỗ trợ kiểm tra và check quy hoạch cho anh chị. Và Trung cũng đang có một số sản phẩm với mức giá từ 300 cho tới 500 triệu. Anh chị nào muốn đầu tư thì hãy chủ động liên hệ trực tiếp qua Zalo cho Trung để phía dưới.